Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV 5 chỗ ngồi. Thưa với quý vị và các bạn, ở những chiếc xe SUV 5 chỗ ngồi thì có lẽ đây là một chiếc xe tương đối là rộng đấy ạ. Tương đối là rộng vì chiếc xe sở hữu kích thước rất là to, cao mà lại chỉ có 5 chỗ ngồi thôi. Được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ các bạn nhé, đó chính là chiếc xe Toyota Venza. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Toyota Venza này thì được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội các bạn nhé, và chiếc xe lăn bánh được 68,000 dặm rồi. Ở những chiếc xe Mỹ thì được tính bằng dặm, tức là bằng mai đấy các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở những chiếc xe Toyota Venza thì nó có rất là nhiều phiên bản. Phiên bản 2.7, phiên bản 3.5. Thì trong phiên bản 2.7 thì có phiên bản thiếu, phiên bản đủ. Còn riêng ở chiếc xe phiên bản 3.5 mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn đây ạ, phiên bản này là phiên bản 3.5 nhé, AVKD, tức là số tự động 2 cầu. Và ở phiên bản 3.5 này thì nó đầy đủ option rồi, không còn thiếu cái option gì nữa. Và ở cái phiên bản 3.5 này là cái phiên bản cao cấp nhất quý vị và các bạn nhé, option đầy đủ nhất, từ khóa thông minh, đè nổ start top, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa sổ nóc, cửa sổ panorama, tức là hai cửa nóc đấy ạ. Và xe được trang bị là toàn bộ là ghế lái, là ghế chỉnh điện và ghế phụ cũng chỉnh điện quý bạn nhé. Nội thất da cao cấp và được chỉnh điện, đèn pha bi xenon đấy. La răng đúc này là la răng đúc rất là to, phiên bản là R20 quý bạn nhé. Còn phiên bản mà 2.7 thì la răng đúc nhưng mà phiên bản R nhỏ thôi ạ, R18, còn phiên bản này phiên bản là R20 đấy. Đặc biệt là option đầy đủ hết rồi. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Toyota Venza phiên bản 3.5 2009 nhập khẩu Mỹ này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 599 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Venza 2009 phiên bản 3.5 AVKD này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Venza phiên bản 3.5 nhập Mỹ 2009 tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Venza phiên bản 3.5 nhập Mỹ sản xuất 2009 này quý vị và các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn, phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Đấy, để dưới thời tiết nắng nóng như hôm nay. Thời tiết hôm nay thì bắt đầu là cũng nắng nóng rồi quý bạn ạ, cho nên là nhìn cái nước sơn màu đen rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đẹp dưới ánh nắng nhưng lại dễ lộ với ánh nắng. Nếu như những chiếc xe nào mà nền xấu, nền đẹp thì dưới ánh nắng này nó sẽ rất là lộ quý bạn nhé. Đấy, nhìn về phần nền rất là đẹp quý vị các bạn ạ, rất là căng, rất là phẳng. Vì chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là nước sơn còn rất là đẹp. Nước sơn zin nguyên bản của xe cũng còn tương đối là nhiều quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Phần sườn bên phụ này đều rất là đẹp luôn. Và sườn bên lái cũng vậy ạ. Đấy, sườn bên lái rất là đẹp. Và đặc biệt phải phần đầu, phần ba đời sốc trước đây rất là mới quý vị các bạn ạ. Từ mặt ca lăng cho đến cái cụm đèn pha. Đèn pha thì xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon rồi các bạn nhé. Và rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là rất là mới đấy ạ. Cụm đèn pha này rất mới. Phía bên dưới là cụm đèn gầm. Rồi đến lưới tản nhiệt cũng đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, cụm đèn gầm này, lưới tản nhiệt này, mặt ca lăng đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, nắp capo nước sơn zin nguyên bản này, từ những cái phần tai cũng còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ.
phần bên lái này, cái nước sơn ở sườn bên lái này cũng còn rất là đẹp. Đấy. Và đặc biệt đây quý bạn xem này, xe ở cái phiên bản 3.5 này thì Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Venza này là cái bộ la răng đúc 5 cánh rất là vững chãi, rất là chắc chắn. Và phiên bản này là R20 quý bạn nhé, R20 rất là to và lốp thì còn rất là mới đây. Thưa với quý vị và các bạn, quý vị và các bạn cũng đã biết là chủ xe thay cái dàn lốp này từ năm 2015. Đấy, đết lốp là 2015 mà nó còn mới như này đấy ạ. Thì quý vị và các bạn biết được là xe nó chạy nhiều hay chạy ít đúng không ạ? Đấy, chiếc xe mới lăn bánh có 6.8 vạn dặm. Đấy, tính ra là cũng già 10 vạn km rồi. Nhưng mà lốp thay từ năm 2015 đến bây giờ mà còn mới còn đẹp như này thì quý vị bạn biết được là xe chạy nhiều hay là chạy ít rồi đúng không ạ? Đấy, tiếp theo là cái cụm đèn hậu. Cụm đèn hậu cũng còn rất là mới quý vị bạn nhé. Đấy, cụm đèn hậu rất là mới này. Logo chữ cũng còn rất là mới luôn. Cụm đèn hậu này, phiên bản này là phiên bản AVKD, tức là số tự động 2 cầu quý bạn nhé. Và xe cũng đã được trang bị cả là cốp điện rồi quý bạn ạ. Cốp điện chúng ta có thể bấm nút ở trên xe hoặc có thể mở bằng khiển đây quý bạn nhé. Đây là khiển cốp điện này. Đấy, cốp điện quý bạn nhé. Đấy, chúng ta có thể ra đóng cốp bằng nút ở trên này hoặc là cũng có thể dùng bằng cốp điện này là đóng cốp luôn quý bạn ạ. Đấy. Đấy, rất là tiện lợi rồi. Từ năm 2009 mà xe cũng đã được trang bị cốp điện hiện đại như thế này rồi thì chỉ ở những chiếc xe Mỹ này mới có thôi quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Tay nắm cửa này, mạ chrome. Đấy, lốp đây quý bạn ạ. Đây, dàn lốp thì đều là 2015. Đấy, thay từ năm 2015 mà còn mới như này thì quý bạn thấy được là chiếc xe này là chạy rất là ít quý bạn nhé. Đấy, dàn lốp 2015 đấy ạ. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe quý vị bạn nhé. Đấy, trước tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và các bạn xem về những cái phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên bản luôn nhé. Đấy, keo chỉ là còn nguyên bản hết luôn quý bạn ạ. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản. Đấy, và cái táp bi cánh cửa đây quý bạn ạ. Táp bi rất là mới luôn này. Cụm điều chỉnh lên xuống kính này đều rất là đẹp. Xe cũng đã được trang bị kết hợp từ những cái phần ốp vân gỗ này, phần da này, phần nhựa này đều rất là đẹp. Và đặc biệt là cái hệ thống âm thanh cao cấp loa JBL quý bạn nhé. Ở cái phiên bản 3.5 và cái phiên bản đủ này nó mới có loa JBL. Còn phiên bản 2.7, phiên bản đủ cũng có loa JBL, nhưng phiên bản thiếu là không có loa JBL đâu. Đấy, hệ thống này, điều chỉnh gương lên xuống kính này, à lê gương gập này, à điều chỉnh cụm điều chỉnh gương quý bạn nhé. Và cốp điện này. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý bạn này. Chiếc xe được sản xuất tại Mỹ này. Đấy, made in USA này, là sản xuất tại Mỹ này và sản xuất năm 2009 này. Đấy, và toàn bộ về nội thất da cao cấp quý bạn nhé. Da cao cấp này là còn nguyên bản theo xe. Đấy, da cao cấp và ghế chỉnh điện rồi quý bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản luôn, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Toyota Venza, một chiếc xe sang của Toyota đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái này cho quý vị và bạn cùng xem. Cũng giống như vậy này, keo chỉ là còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này, táp bi cánh cửa này rất là mới này. Đấy, quý vị và các bạn xem ở cái phần nội thất phía sau này cũng rất là mới luôn. Và chắc chắn là có lẽ đây là chiếc xe ở cái phân khúc SUV 5 chỗ rộng nhất đấy quý bạn ạ. Đấy, ở chiếc xe Toyota Venza nó rất là rộng, ngồi ở đằng sau này rất là rộng này. Cửa gió điều hòa cho hàng phía sau và hàng ghế ngồi phía sau đầy đủ luôn. Cửa sổ panorama. Đấy, đằng sau này là panorama nhá, đằng trước là cửa nóc, còn đằng sau này là panorama. Và cái ghế ngả này, ghế ngả rất là lớn quý bạn ạ, cho nên là ngồi ở đằng sau này thì rất là thoải mái. Đấy, ngồi ở đằng sau này thì những người ngồi đằng sau đều ngả lưng thoải mái. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option này, cửa nóc này, cửa sổ panorama này, cho nên là ngồi phía sau này rất là thoáng quý vị các bạn ạ. Đấy, sở hữu kích thước dài rộng rất là lớn, cho nên là cái không gian bên trong này rất là rộng quý vị các bạn ạ. Đấy, túi khí thì quanh xe rồi. Đấy, túi khí này quanh xe luôn quý vị bạn nhé. Túi khí của những chiếc xe Mỹ này ít nhất phải là 9 túi khí quý bạn ạ. Đấy, 9 túi khí
quanh xe luôn. Đây là về cái phần option này. Tôi bật cái chìa khóa lên cho quý vị và bạn cùng xem này. Qua điện lên nhé, để cho quý vị và bạn xem này. Thứ nhất là về cái đồng hồ công tơ mét. Đây là 6 vạn 8 dặm quý vị và bạn ạ. Đấy, 6 vạn 8 dặm quý vị và bạn nhé. Đồng hồ xe Mỹ là tính bằng dặm này. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển này. Tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Cruise control này. Đấy, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động này. Màn hình navigation này. Màn hình navigation thích hợp camera lùi này. Đấy, hộp số tự động, đèn nổ start top, điều hòa tự động hai vùng độc lập, có cả sấy ghế đây quý bạn nha. Sấy ghế này và cái nội thất được kết hợp từ những cái phần vân gỗ này cho đến những cái phần nhựa này. Đấy, rồi bên tablo cánh tapi cánh cửa thì còn có cả phần da nữa, đều rất là đẹp, rất là sang quý bạn ạ. Đấy, điều hòa tự động. Đấy, gương chống chói. Riêng option ở những chiếc xe Mỹ này thì quý vị các bạn có thể yên tâm luôn. Option và cái độ an toàn của nó đều rất là cao các bạn nhé. Xe Mỹ thêm được một cái tính, thêm được một cái phần nữa là phần an toàn các bạn ạ. Đi xe Mỹ thì là tương đối là an toàn rồi. Trang bị đến 9 túi khí cơ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau quý vị bạn nhé. Cốp sau được chỉnh điện này. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ốc cốp sau. Đây là cái ốc cốp sau đây các bạn nhé, còn nguyên bản này. Từ những cái phần nhựa này, phần cao doang cao su này, đều nguyên bản và còn rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ của cốp sau là còn nguyên hết luôn. Chúng tôi cam kết là còn nguyên. Đấy, chiếc xe này là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu quý bạn ạ, chỉ có rửa qua bên ngoài đi thôi. Cho nên là bên trong là nó hơi bẩn một chút, nhưng là còn nguyên bản hết đấy ạ. Keo chỉ là còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Và cái cốp sau cũng rất là rộng quý vị bạn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi mới lấy về là tôi vừa mới rửa bên ngoài thôi. Bên trong chưa có dọn dẹp gì, nó hơi bẩn một chút quý vị bạn ạ. Đấy, từ những cái phần nỉ trần này, nó cũng hơi bẩn thôi, dọn đi nó sẽ sạch. Đây, bẩn thôi quý vị bạn nhé. Chứ còn là chiếc xe này rất là đẹp đấy ạ. Đấy, đằng sau này, cốp sau rất là rộng quý vị bạn nhé. Khoang ghế ngồi phía sau cũng rất rộng. Và cái khoang cốp chứa đồ này cũng rất là rộng. Và đặc biệt là những cái nỉ thảm nguyên bản của xe này là còn rồi các bạn này. Nhiều xe là bây giờ những cái thảm này là mất rồi. Đấy, và bên dưới là phần nhựa này, đều rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là mới luôn quý bạn nhé. Và dưới cùng nữa là cái phần lốp sơ cua đây quý bạn này. Lốp sơ cua cũng còn nguyên, chưa dùng đến. Đấy, cái đằng sau này đều mới luôn quý bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu quý bạn nhé. Chưa có một dấu vết gì từ cái phía sau này. Rất là đẹp. Đóng cái cốp này lại, tôi sẽ đi giới thiệu cho quý vị và các bạn những phần tiếp theo. Đấy, và ngay sau đây thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đấy, cánh cửa phía sau bên phụ. Từ những cái phần keo chỉ này, keo chỉ này cũng còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Đấy, keo chỉ còn nguyên này. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên luôn. Đấy, ốc còn nguyên hết luôn quý vị bạn nhé. Tapi cánh cửa này rất là mới quý vị các bạn ạ. Tapi phải nói là rất mới đấy ạ. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả mà cái nội thất nó đã đẹp như này rồi. Chỉ có hơi bẩn một chút thôi, chứ còn nếu như dọn dẹp đi nó rất là mới quý vị các bạn nhé. Đấy, nội thất rất là đẹp này. Và phía sau này thì rất là rộng. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị bạn xem. Khóa thông minh đây là bấm để mở cửa này. Cái này là cái để bấm để mở cửa đấy. Keo chỉ là còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Tapi rất là mới này, không có cái điều gì để chê ở chiếc xe này đâu quý bạn ạ. Hệ thống loa cao cấp JBL. Đấy, từ những cái phần tapi cánh cửa này. Đấy, cho và nhìn vào đến tablo này, đều rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Đấy, còn mới nguyên luôn. Vô lăng cần số cũng còn nguyên bản quý bạn ạ, chưa có làm lại cái gì cả. Vô lăng cần số còn nguyên hết đấy ạ. Đấy, chúng tôi cam kết là còn nguyên quý bạn nhé. Đấy, cam kết vô lăng cần số còn nguyên. Đấy, rất là đẹp luôn này. Từ những cái phần này, yên ngựa này, cho đến những cái phần ghế này, cửa nóc này, trần này, đều rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn ạ.
Đấy, và cái ghế bên phụ này cũng là ghế chỉnh điện luôn quý bạn nhá. Đấy, ghế phụ cũng là ghế chỉnh điện này. Ốc cốp sau, ốc bản lề cánh cửa phía sau này còn nguyên bản hết này. Đấy, rất là đẹp luôn. Từ những cái bậc cửa này đều rất đẹp. Bởi những chiếc xe này là thuộc cái dạng xe cao cấp của Toyota rồi quý bạn ạ. Xe sang của Toyota rồi, cho nên là những người sở hữu những chiếc xe này thì gần như là những người có điều kiện và thường là sử dụng chạy rất là ít. Đấy, cho nên là sử dụng ít, giữ gìn, cho nên chiếc xe nó mới được đẹp như thế này quý vị và các bạn ạ. Nhiều khách hàng của tôi ở xa chưa qua xem được chiếc xe này, cho nên là yêu cầu là tôi quay gầm. Tôi sẽ quay gầm cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đây là cái phần gầm này. Đấy, chiếc xe này thì tôi quay gầm thì nó cũng chỉ được phần nào thôi quý bạn ạ. Đấy, đây là cái phần gầm. Đấy, phần gầm cũng còn rất là đẹp đây quý bạn này. Đấy, đây là cái phần gầm quý bạn nhé. Đấy, phần gầm, phần ống xả đây quý bạn này. Nhiều người là hay quan tâm đến những cái phần ống xả này, xem nó còn đẹp hay không này. Đấy, ống xả này thì ở cái xe này là ở cái phần động cơ 3.5, cho nên là có hai bô luôn quý bạn nhé. Đấy, và phần gầm đây rất là đẹp quý bạn này. Toyota trang bị những chiếc xe này ở cái phần gầm này là toàn bộ là những cái phần ốc. Ốc gầm này là cái ốc không mạ quý bạn nhé. Không mạ cho nên là màu nó vậy, chứ không phải là ốc mạ mà nó để dỉ quý bạn nhé. Ngày xưa là tôi bán xe là nhiều chiếc xe chưa bán, mua về là cái những cái ốc này là quý vị cứ hay nhìn và hay bị dỉ thế này. Đấy, hay bị dỉ là do những cái ốc ở gầm này là thuộc cái ốc không mạ quý vị các bạn ạ. Chứ còn những chiếc xe mà ở những cái ốc ở bên trên là người ta sẽ mạ, nhìn nó sáng hơn. Còn ốc dưới là ốc xịn và ốc không mạ. Từ ngoại thất cho đến nội thất rồi đến gầm đều rất là đẹp rồi quý bạn nhé. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Đây thưa với quý vị và bạn, đây là từ những cái phần tấm cách nhiệt của cabo này đều rất là đẹp này. Đấy, cabo này, keo chỉ cabo còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Từ những cái phần tem này, dập nổi của nhà sản xuất này còn nguyên bản hết luôn đấy các bạn này. Những cái tem cabo còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Đấy, điều này chứng tỏ là chưa có phải sơn lại của cái cabo đâu. Cabo nguyên bản chưa sơn lại này. Đấy, còn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và động cơ đây thưa với quý vị và các bạn, Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Venza 209 này là một cái khối động cơ xăng V6 với dung tích 3.5 lít kết hợp với hộp số tự động 7 cấp quý vị các bạn nha. Đấy, và điều đặc biệt ở chiếc xe này thì quý bạn thấy đấy ạ, cái động cơ này nó còn rất là mới, rất là đẹp này. Chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả đây, nó vẫn còn bẩn nguyên này. Mua về như nào là tôi quay cho quý vị và các bạn xem nó như vậy đấy ạ. Đấy, bẩn nguyên quý vị các bạn ạ, chưa có dọn dẹp tí nào đâu nhá. Tôi để nguyên để tôi quay cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Đấy, còn bẩn nguyên nhưng mà nó đẹp như này đấy ạ. Cơ bản là động cơ còn nguyên bản quý bạn nhá. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, chưa có bị tai nạn, chưa có bị ngập nước gì cả, cho nên là còn nguyên bản và còn rất là đẹp quý bạn nhá. Đấy, vì chiếc xe này mới lăn bánh được có 6.8 vạn dặm thôi, 6.8 vạn mai, cho nên là còn nguyên bản và còn rất là đẹp đây quý bạn nhá. Đấy, tôi mở cái nắp máy lên cho quý bạn xem đây này. Đấy, máy móc này còn nguyên và còn rất là đẹp này. Đấy, một chiếc xe nhập khẩu từ Mỹ. Chiếc xe này được sản xuất tại Mỹ luôn quý bạn nhé. Made in USA luôn chứ không phải là nhập từ Mỹ, sản xuất tại Nhật đâu. Chiếc xe này là sản xuất tại Mỹ luôn đấy ạ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Toyota Venza phiên bản 3.5 sản xuất năm 2009, tên tứ nhân biển Hà Nội này, thì chúng tôi vẫn cam kết thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 599 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Venza 3.5 2009 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Mm-hmm.